Xin chào các bạn, khai tờ khai trị giá hải quan là công việc quan trọng trong hoạt động khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu. Trong video này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách khai chi tiết tờ khai trị giá hải quan. Đầu tiên thì chúng mình sẽ điểm qua một vài thông tin cơ bản về tờ khai trị giá. Vậy đầu tiên trị giá hải quan là gì? Trị giá hải quan là trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan. Hàng hóa nhập khẩu phải khai trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan, trừ các trường hợp sau. Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế. Ví dụ như quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại. Thứ hai là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Thứ ba là hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, đồng thời đã khai đủ thông tin trị giá hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu của hệ thống thông quan điện tử VNACCS và hệ thống này tự động tính trị giá hải quan. Cuối cùng là hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại. Để việc khai tờ khai được chính xác và nhanh chóng thì chúng ta cần nắm rõ những nguyên tắc sau. Đầu tiên là chúng ta phải khai báo chi tiết trị giá hải quan cho từng mặt hàng tương ứng có trong tờ khai. Các mặt hàng khai báo phải được đánh số thứ tự liên tục, thống nhất với số thứ tự của mặt hàng đó trên tờ khai. Và tờ khai trị giá hải quan phải được nộp kèm theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan. Cuối cùng, tờ khai trị giá hải quan phải lập thành không hai bản. Một bản lưu cơ quan hải quan, một bản lưu chủ hàng và được lưu trữ cùng với tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Vậy làm sao để khai tờ khai trị giá hải quan? Để khai tờ khai trị giá hải quan thì có hai cách, đó là khai trực tiếp và khai trực tuyến. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bạn khai trực tiếp. Với cách này, thì doanh nghiệp sẽ khai báo trên tờ khai mẫu số HQ-2015TG1 nếu dùng phương pháp trị giá giao dịch, hoặc trên tờ khai trị giá hải quan mẫu số HQ-2015TG2 nếu dùng phương pháp xác định trị giá hải quan khác. Trên đây, chúng mình sẽ hướng dẫn bạn cách khai tờ khai trị giá hải quan mẫu số HQ-2015TG1. Ở tiêu thức 1, chúng ta sẽ ghi ngày vận đơn. Tiêu thức 2, khai có nếu người mua có đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu. Khai không nếu người mua không có đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu. Tiêu thức 3, khai có nếu việc bán hàng hay giá cả phụ thuộc vào một số điều kiện, nên không xác định được trị giá của hàng hóa. Khai không nếu việc bán hay giá cả hàng hóa không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào. Tiêu thức 4, khai có nếu sau khi bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng hàng hóa người mua phải trả thêm tiền, từ số tiền thu được do việc định đoạt hàng hóa nhập khẩu mang lại. Khai không, người khai sử dụng phương pháp khác để xác định trị giá hải quan. Tiêu thức 5, khai có nếu người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt theo quy định, hoặc khai không nếu không có. Nếu mối quan hệ ảnh hưởng đến giá, người khai hải quan dùng phương pháp tiếp theo để xác định trị giá hải quan. Tiêu thức 6, ghi số thứ tự của các mặt hàng kê khai trên tờ khai trị giá hải quan. Tiêu thức 7, ghi số thứ tự mặt hàng theo số thứ tự các mặt hàng tương ứng đã khai tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Tiêu thức 8A, khai báo trị giá nguyên tệ trên hóa đơn theo từng mặt hàng. Tiêu thức 8B, khai các khoản thanh toán gián tiếp nếu chưa có trong giá mua ghi trên hóa đơn. Tiêu thức 8C, khai các khoản trả trước, ứng trước hoặc liên quan đến việc mua hàng nếu các khoản này chưa bao gồm trong giá mua ghi trên hóa đơn. Tiêu thức 9, khai các khoản điều chỉnh cộng do người mua trả. Người khai hải quan khai mã khoản điều chỉnh. Ví dụ nếu có khoản phí bản quyền thì khai E vào ô, đồng thời khai trị giá của các khoản chi phí với từng mặt hàng tương ứng. Nếu có phí bản quyền trả sau do phụ thuộc vào doanh thu, tại thời điểm kê khai hải quan, người khai ghi vào ô có phí bản quyền hoặc khoản tiền trả sau cho các mặt hàng số kèm lý do. Tiêu thức 10, khai các khoản điều chỉnh trừ nếu có trong trị giá giao dịch. Trường hợp giảm giá theo số lượng, cô ghi chú, khai tỷ lệ hoặc số tiền giảm, đồng thời ghi giảm giá theo số lượng. Không điều chỉnh trừ khoản giảm giá trên tờ khai. Tiêu thức 11A, trường hợp trị giá hóa đơn và trị giá các khoản điều chỉnh của nguyên tệ, tiêu thức 11A bằng tiêu thức 8 cộng tiêu thức 9 trừ tiêu thức 10. Sau đó nhân với tỷ giá tính thuế để khai vào tiêu thức 11B. Trường hợp trị giá hóa đơn và trị giá các khoản điều chỉnh không của nguyên tệ, người khai không cần tính tiêu thức 11A mà khai vào tiêu thức 11B. Tiêu thức 11B bằng tiêu thức 8 cộng tiêu thức 9 trừ tiêu thức 10 sau khi đã nhân tiêu thức số 8, 9, 10 với tỷ giá tính thuế tương ứng. Tiêu thức 12, trị giá hải quan một mặt hàng được xác định bằng phép nhân giữa tiêu thức 11B trên tờ khai trị giá hải quan và tỷ giá tính thuế. Tiêu thức 13, tổng trị giá trên hóa đơn của từng cột tiêu thức cho toàn bộ hàng hóa kê khai. Tiêu thức 14, tổng trị giá giao dịch, các khoản điều chỉnh cộng, các khoản điều chỉnh trừ cho toàn bộ hàng hóa kê khai. Tiêu thức 15, người khai ghi rõ ngày, tháng, năm khai báo, ký và ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị.
Sau khi tìm hiểu về tờ khai mẫu số HQ2015TG1, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách khai tờ khai mẫu số HQ2015TG2. Tiêu thức số 1, người khai ghi rõ lý do không dùng phương pháp xác định trị giá trước đó. Tiêu thức số 2, tên hàng, ghi rõ tên, quy cách, phẩm chất hàng hóa theo hợp đồng. Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu, ghi rõ số thứ tự của mặt hàng cần xác định trị giá hải quan tương ứng trên tờ khai nhập khẩu. Ngày xuất khẩu, ghi ngày trên vận đơn của lô hàng. Tiêu thức số 3. 1. Trường hợp người khai xác định trị giá theo phương pháp trị giá giao dịch hàng giống hệt, tương tự. Tên hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự, người khai hải quan khai theo kết quả kiểm hóa của hàng hóa đó. Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu, ghi rõ số thứ tự của hàng nhập khẩu giống hệt, tương tự tương ứng. Ngày xuất khẩu, ngày phát hành vận đơn lô hàng giống hệt, tương tự đó. 2. Nếu người khai xác định trị giá theo phương pháp trị giá khấu trừ, thì tên hàng hóa nhập khẩu đã bán lại trong nước được chọn để khấu trừ. Người khai hải quan khai theo kết quả kiểm hóa. 3. Nếu người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp trị giá tính toán, phần tên, địa chỉ đơn vị cung cấp số liệu về chi phí, người khai hải quan ghi rõ tên, địa chỉ của người sản xuất hay đại diện của người sản xuất đã cung cấp thông tin để xác định trị giá tính toán. 4. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp suy luận thì phần các thông tin được sử dụng để xác định trị giá hải quan, khai báo chi tiết nguồn thông tin được khai thác để xác định trị giá hải quan, ví dụ số ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự, số ngày hóa đơn bán lại hàng hóa nhập khẩu trên thị trường Việt Nam, thông tin thu được từ người sản xuất. Tiêu thức số 4. 1. Nếu xác định trị giá theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng giống hệt, tương tự, phần xác định trị giá và giải trình căn cứ vào quy định để khai báo và xác định trị giá hải quan nguyên tệ mặt hàng. Các khoản điều chỉnh. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự không cùng điều kiện mua bán với lô đang xác định trị giá, thì người khai phải xác định từng khoản điều chỉnh tương ứng. Nếu điều chỉnh tăng thì đánh dấu cộng, nếu điều chỉnh giảm thì đánh dấu trừ trước khoản điều chỉnh đó và ghi vào cột nguyên tệ. Mục giải trình các khoản điều chỉnh. Người khai hải quan giải trình cụ thể cách xác định từng khoản điều chỉnh. 2. Nếu xác định trị giá theo phương pháp trị giá khấu trừ, xác định trị giá hải quan và giải trình phần đơn giá bán Việt Nam, nếu đơn giá bán được chọn để khấu trừ được tính trên đơn vị hàng khác với đơn vị hàng của lô hàng nhập khẩu đang xác định trị giá, thì phải chỉnh đơn giá phù hợp với đơn vị hàng của lô hàng đang xác định trị giá hải quan trước khi khấu trừ. Đối với các khoản được khấu trừ tính trên một đơn vị hàng hóa, thì người khai hải quan phải đối chiếu với quy định để khai báo. Riêng với khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung, người khai phải tính tỷ lệ phần trăm so với đơn giá và khai báo vào cột tỷ lệ phần trăm so với giá bán. Sau khi xác định xong trị giá hải quan, ta sẽ giải trình các khoản được khấu trừ. Ở mục này thì người khai hải quan ghi rõ căn cứ tính toán có nguồn số liệu nào và phương pháp tính toán số học. Ở mục chứng từ kèm theo thì người khai hải quan khai tên các loại chứng từ đã dùng để xác định trị giá hải quan và nộp cùng tờ khai trị giá hải quan. 3. Nếu xác định trị giá theo phương pháp trị giá tính toán, ở mục xác định trị giá hải quan và giải trình thì người khai hải quan phải căn cứ các quy định để khai báo phương pháp kế toán và chứng từ đã sử dụng. Người khai hải quan khai báo rõ phương pháp kế toán, chứng từ, tài liệu đã sử dụng để xác định trị giá tính toán. 4. Nếu xác định trị giá theo phương pháp suy luận, ở mục xác định trị giá hải quan và giải trình thì người khai hải quan phải căn cứ các quy định để khai báo. Đến phần giải trình thì người khai giải trình cụ thể về cách thức xác định trị giá. Cuối cùng là tiêu thức số 5. Phần này người khai sẽ ghi ngày, tháng, năm khai báo và ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị trên tờ khai trị giá hải quan. Sau khi tìm hiểu về cách khai trị giá hải quan trực tiếp, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cách khai tờ khai trị giá hải quan trực tuyến. Nếu bạn có các khoản điều chỉnh được nhập ở mục này, thì khi nhập xong danh sách hàng, cho tờ khai bạn cần chỉ ra dòng hàng nào sẽ áp dụng các khoản điều chỉnh này. Để chọn, tại danh sách hàng tờ khai bạn nhấn vào phân bổ phí. Sau khi nhận được giấy báo hàng đến của hàng vận chuyển, VLC tiến hành lên tờ khai bằng cách sử dụng phần mềm khai hải quan đã cài đặt, nhập các thông tin và số liệu của lô hàng vào tờ khai. Khi đã lên đủ những phần cần thiết của tờ khai và kiểm tra lại cho chắc chắn, VLC chuyển thử tờ khai. Khi thông tin đầy đủ và hợp lệ, tờ khai sẽ được cấp số. Sau khi chuyển thử, VLC kiểm tra lại một lần nữa những thông tin quan trọng như mã loại hình, mã chi cục hải quan, mã địa điểm lưu kho trưởng thông quan. Lưu ý, nếu sai những thông tin này, nhiều khả năng phải hủy tờ khai, chứ không được chuyển sửa như những thông tin khác. Ngoài ra, VLC cũng check lại số thuế phải nộp xem có đúng không. Tờ khai sau khi chuyển chính thức sẽ được hệ thống tự động phân luồng. Luồng xanh, hệ thống đã thông quan, cần nộp thuế và đến hải quan giám sát làm nốt thủ tục là xong. Luồng vàng, hải quan sẽ kiểm tra một hồ sơ giấy. Luồng đỏ, hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ giấy, sau đó kiểm tra thực tế hàng hóa. Trên đây là tất cả những thông tin cần thiết về cách khai.
tài chính điện tử khai trị giá hải quan. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe để kênh Hanbiz Channel ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau.